Ngày 4 tháng 4, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà dân truy sát khiến 4 người bị thương. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3, một xe ô tô mang biển kiểm soát 60A khi tới đường số 2, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì 6 người trên xe bước xuống cầm hung khí vào một căn nhà trong con hẻm trên đường này. Khi vào trong, nhóm thấy anh Hát, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận Bình Tân, đang nằm trên giường thì tấn công. Anh Hát tìm cách chống trả bỏ chạy ra bên ngoài, thì bị nhóm này đuổi theo tiếp tục tấn công. Khi tới xưởng đối diện căn nhà trên, thì nhóm này dùng hung khí tấn công anh L, sinh năm 1990, M, sinh năm 2000, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, cùng trú quận Bình Tân. Sau khi đánh gục những người này thì nhóm giang hồ ra xe tẩu thoát. Các nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến 23 giờ cùng ngày, nhóm này quay trở lại căn nhà trên. Lúc này các đối tượng xông vào thấy ông N sinh năm 1966, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận Bình Tân thì đuổi đánh. Sau khi đánh ông N gục xuống, nhóm lên xe rời đi. Ông N được con đưa đi cấp cứu ở bệnh viện điều trị. Các nạn nhân sau khi hồi phục đã tới công an trình báo.